Nhớ năm đó, tôi vừa lên 9 tuổi. Ngày đẹp trời hôm ấy có hai anh cao to đen hôi đến làng, nói rằng mình muốn tuyển dụng lao động, nở nang vạm vỡ, nhiều thịt ít mỡ chút là lợi thế, lương cứng 5 triệu một tháng, có thưởng thêm nếu hàng tốt, lại còn bao ăn bao ở, khỏi cần về luôn. Nhưng cái đặc biệt ở đây là người môi giới cũng sẽ được thưởng rất nhiều tiền hoa hồng nếu giới thiệu thành công. Đúng lúc này thì nhà tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh nghèo kiết xác, đến giấy vệ sinh cũng phải dùng lại của người ta, nghe được tin này chẳng khác nào vận may từ trên trời rơi xuống. Thế là tôi liền chạy về để thông báo cho ba cơ hội sống sót này. Không nằm ngoài dự đoán, ba nghe xong thì lòng như mở cờ, hối thúc tôi lập tức đưa ổng đến chỗ đăng ký. Đó là một túp lều hẻo lánh giữa đồng, nơi mà hai người vừa bị chó đuổi hôm trước. Ba nhớ lại hôm đó thì có chút rùng mình, bảo tôi cứ vào đàm phán với họ, tao ở ngoài chờ được rồi. Thế là chỉ mỗi mình tôi lặng lẽ gõ cửa bước vào. Khoảnh khắc hai người đàn ông nhìn thấy tôi, họ có chút bất ngờ, thậm chí còn phải chỉ tay hỏi lại. Chú mày năm nay bao nhiêu tuổi, bị suy dinh dưỡng hay chưa nạp lần đầu mà sao lại thấp bé thế này, liệu có làm được việc không đấy? Tôi cũng chưa hiểu họ nói gì nhưng cứ gật đầu cho chắc. Thôi thì lớn mùi bé mềm ông ạ. Không không, không phải cháu đăng ký mà là ba cháu cơ, ổng đang chờ ở ngoài đây ạ. Sau đó, tôi chạy ra rồi gọi ba vào phỏng vấn nhận việc. Hai người đàn ông lúc này mới mỉm cười đầy đê tiện, không kỳ kèo nhiều mà liền rút ra hẳn 1 triệu đồng làm tiền đặt cọc. Sau khi đã chốt đơn, một người đàn ông thì gói ghém ba tôi rồi quăng lên xe, còn một người thì bí mật dẫn tôi ra bìa rừng, không phải để giở trò đổi bại như tưởng tượng mà là để trả tiền hoa hồng. Còn nói nếu kiếm được ai khác thì cứ dẫn đến đây, họ chắc chắn sẽ trả tôi một khoản lớn nếu cao to khỏe mạnh. Dù đã được thông báo trước nhưng nó vẫn làm tôi bị sốc, không ngờ chỉ cần mang người đến là cũng có thể kiếm được tiền. Liền chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Sau đó về nhà, nhằm tạo dựng lòng tin, tôi mời cu chó tới ăn ở một nhà hàng cao cấp. Không nằm ngoài dự đoán, nó vừa nhìn thấy đĩa thức ăn đầy áp thì trố mắt, liền quay sang cho một like rồi hỏi tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy. Tôi cũng không giấu giếm gì, hào hứng mà kể hết cho cu chó nguồn gốc cũng như số tiền mà tôi đã nhận được. Nó nghe xong thì không giấu được sự bất ngờ, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, đầu lập tức nghĩ đến ông ba đang thất nghiệp nằm trương giái ở nhà. Một lúc sau, chúng tôi cuối cùng cũng đã đạt được thỏa thuận, lấy được tiền thì tôi ăn 6 còn cu chó ăn 4, vô cùng công bằng. Khi hai thằng đến nhà, thấy ông bà nó đang nằm ngủ như heo, nhìn thân hình béo tốt thế này thì chắc chắn mấy người kia sẽ trả rất cao đây. Đã thế thì cho dù ông có đồng ý hay không thì cũng phải đi làm để kiếm tiền thôi. Sau khi bắt chói xong, tôi ném ba nó lên xe và bắt đầu khởi hành, phi thẳng đến thúc lều quen thuộc. Như lần trước, hai người đàn ông vẫn nở nụ cười đê tiện khi nhìn thấy một nhân viên mới, thậm chí còn vạm vỡ hơn. Á đù, làm tốt đấy nhóc, cứ thế mà phát huy nhé. Sau một hồi giao dịch, cuối cùng chúng tôi cũng cầm được 50.000 rồi vui vẻ rời đi. Đúng là một ngày thứ bảy phê phá nhất từ trước đến nay. Hôm đó, tôi đang ngồi đếm tiền trong sân thì cu chó cưỡi trên con xe máy điện mới toanh phi vào khiến tôi gần như bị sốc. Mày lấy con xế này ở đâu thế, tự mua hay lại nhặt được ở bãi gửi xe như lần trước, không sợ bị bế đi nữa à? Cu chó nói với vẻ mặt đầy khoe khoang rằng đây là xe của anh họ nó. Vì ông vừa tới chỗ đám người kia làm 2 hôm trước nên giờ cái xe này là của nó. Nói xong, cu chó còn đặc biệt mời tôi cùng đi dạo một vòng quanh làng. Hai chúng tôi đang vui vẻ tận hưởng những cơn gió khẽ luồn qua kẽ đít, thì đột ngột phải dừng lại vì thấy một người ăn xin chắn ngang đường. Sau một hồi xem xét rõ ràng thì hai đứa mới nhận ra đó là ba cu chó. Cu chó khó hiểu hỏi khẽ, sao ba đã về rồi, còn chưa đến ngày lĩnh lương mà. Lĩnh cái gì mà lĩnh, tao bị bắt tới nhà máy đen làm việc quần quật như trâu cày ấy. Này thì việc nhẹ lương cao, cơm ăn 3 bữa. Toàn là giả dối, toàn là lừa đảo hết. Nói rồi ông vẫn cứ nước mắt hai hàng mà quay gót về nhà. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa biết nhà máy đen nghĩa là gì, chỉ đơn giản nghĩ đã mất công làm việc rồi mà lại không lấy được lương thì sao mà được. Ba phải làm việc thì hai đứa mới có tiền ăn chơi sa đọa chứ. Cú chó vội quay sang bàn bạc với tôi về kế hoạch đưa ba nó trở lại nhà máy để cuối tháng còn được lấy lương. Thế là tranh thủ lúc ổng không có sức phản kháng, chúng tôi lại tiếp tục bắt chói rồi mang người đàn ông bất hạnh trở về nơi làm việc. Ngày lại ngày, thoát cái 2 tháng đã trôi qua, con lừa sau khi ăn hết cước của mình mà vẫn không được chăn thì đã ra đi tìm cuộc sống mới. Nhà cũng hết tiền từ lâu nhưng vẫn không thấy tung tích gì của hai ông ba. Quá lo lắng, hai đứa liền phi xe đến túp lều quen thuộc kia để hỏi thăm tình hình. Nhưng khi đến nơi thì thấy nó đã bị bỏ hoang từ bao giờ. Lúc này chúng tôi mới cảm thấy có điều kỳ lạ. Cú chó trầm ngâm một lúc rồi sủa nghiêm trọng. Không ổn, lẽ nào ba tao với mày đã đều thành đại gia nên bỏ nhà bỏ cửa để đi ăn chơi sa đọa hết rồi. Lúc này tôi đã nổi cáu thực sự, không thèm nghe nó nói nữa mà đi nhờ trưởng thôn giúp đỡ. Thông báo tìm người được truyền đi khắp nơi, không phải chỉ để tìm ba tôi và ba cu chó mà là để tìm tất cả người trong làng. Một tuần sau, chúng tôi được nhóm cảnh sát điều tra trên huyện thông báo rằng đã tìm thấy đám người làng ở trong một xưởng nhỏ.
May mắn thay mọi người đều an toàn. Lũ lừa đảo sau đó cũng nhanh chóng bị tóm gọn. Nhân sự việc xảy ra lần này thì tôi cũng muốn cảnh báo với mọi người, chẳng có thứ gì là việc nhẹ lương cao cả, hãy tuyệt đối cảnh giác để không bị lừa đảo các bạn nhé.